Cái này chắc trường Bình Thạnh. À dạ. Dạ. Phòng sinh binh. Thì cũng có trong có ngày Tết nó bán sức quà tặng trong gia đình đi xuống đón Tết. Rồi, nay ngày 19 rồi.
mấy ngày nữa là tới 23 thì mình đi là đi được nhá. Vòng quà cho ông bà mẹ tép để lại cho một số tiền nhá. Mẹ năm mới rồi, cố gắng mọi người. Con nhìn không đã được bao nhiêu tuổi rồi? Thì 26 tuổi rồi. Có được mấy bà xã rồi? Có vợ chưa? Chưa. Anh thích gió biết làm ở nhà suốt rồi. Rồi mấy em chỉ trắng ngày hết tết tối. Nghe nói nhà mình bị hết cái đường lâu rồi, nên ngày tết cho có món quà bánh tét. Mấy chút quà. Mà có nói tiếng được, nói tiếng người ấy không, người Kinh được không? Nói tiếng đồng bào thôi. Mình là người đồng bào gì? Gia Rai hay Ba Na? Gia Rai. Gia Rai.
cũng đợi đấy. Ông xin phép. Dạ dạ. Ngày hết Tết tới rồi quý thầy có cái món quà các Phật tử vô để mừng trong đất Tết mừng xuân cái lịch của chùa này, là món quà của các Phật tử rồi đây có chân tiếng cũng Minh Đạt tiếng đây Đạt đây chùa Minh Đạt tới bữa trước tới lần nữa món quà Tết Happy New Year nha. Happy New Year là năm mới hạnh phúc đấy. Con có một quà đằng sau kìa. Rồi các con này mừng tuổi nữa đây. Rau có bán không? Bán rau mua miếng rau về luộc ăn đây. Đó đang các bán cho bà con các hàng. Các bán không? Bán đi. Em không mua một mình chứ. Đây Cầm tay rồi đến rồi đó. Hết rồi nhá. Còn cái bạn đây cho bạn kia. Thầy đứng sau để thầy xin cái hình nè. Thầy chưa không? Ai chưa có? Rồi được rồi. Đúng rồi. Được rồi. Cảm ơn thầy. Rồi đem ngoài chơi đây. Rồi cảm ơn nha. Thank you.